Ngược dòng cảm xúc cùng Arsenal, huấn luyện viên Arteta ngay lập tức nhận án phạt. Pep Guardiola mỉa mai các chuyên gia phân tích của Sky Sports. Ten Hag phủ nhận tin đồn về sự mất đoàn kết. Tình hình trái ngược trong các thương vụ của Ferrari. Arsenal vừa trải qua trận chiến vô cùng cảm xúc trên sân vận động Kenny Wood Road, nơi họ giành thắng lợi 4-3 trước Luton Town nhờ bàn thắng của Declan Rice ở phút bù giờ cuối cùng. Những người yêu mến Arsenal, đặc biệt là các thành viên trong câu lạc bộ, chẳng ai có thể kiềm lại niềm vui sướng tột độ đó cả. Tuy nhiên, phía trọng tài lại không nghĩ như vậy. Họ tặng cho Arteta một tấm thẻ vàng với lý do đó là hành vi ăn mừng quá khích, trong khi thuyền trưởng người Tây Ban Nha không hề có hành động nào khiêu khích đối thủ. Quyết định trên khiến chúng tôi thực sự khó hiểu. Chắc các huấn luyện viên phải ngồi im như tượng khi đội nhà của mình ghi bàn thì mới vừa lòng trọng tài mất. Arteta thì đã quá quen với điều này rồi, ông không còn phản ứng như trước mà hoàn toàn chấp nhận án phạt của mình. Tôi không thể ngồi yên trên ghế được, đó đơn thuần là cảm xúc. Nếu bị phạt thẻ thì ok thôi, tôi sẽ nhận chiếc thẻ vàng đó. Đó là chiếc thẻ vàng thứ 3 mà Arteta phải nhận ở mùa giải năm nay, đồng nghĩa với việc ông sẽ bị cấm chỉ đạo trực tiếp trong trận đấu tiếp theo của Arsenal. Gary Neville, Jamie Carragher và Mika Richard mới đây đã có buổi thảo luận phân tích vì sao phong độ của Man City lại đi xuống trong thời gian qua. Gary Neville cho rằng Man City đã tự mãn sau cú ăn bà. Mika Richard nghi ngờ vấn đề nội bộ ở sân Etihad, trong khi Jamie Carragher nhận định cuộc đua vô địch năm nay trở nên khó lường với sự tham gia của nhiều đội bóng. Dĩ nhiên là Pep không thể im hơi lặng tiếng trước những lời công kích thiếu căn cứ. Ông đã trực tiếp mỉa mai các cựu cầu thủ trên. Bạn biết vô địch ở giải đấu này khó khăn như thế nào không? Gary Neville không thể vô địch 4 năm liên tiếp của Man United trong giai đoạn hưng thịnh nhất của họ. Mika Richard cũng không thể vô địch 4 lần liên tiếp. Còn Jamie Carragher thậm chí còn không có nổi một chiếc cúp. Không đội bóng nào làm được như vậy cả. Vâng, tỷ số là 1-0 nghiêng về Pep Guardiola ở cuộc tranh luận này. Chắc chắn, cả 3 vị chuyên gia của Sky Sports đều không thể phản pháo lại lý lẽ này rồi, bởi nó quá đôi thuyết phục mà. Trái với thông tin Ten Hag đánh mất quyền kiểm soát tại phòng thay đồ Man United từ giới truyền thông Anh, huấn luyện viên trưởng người Hà Lan đã đích thân phủ nhận mọi đồn đoán trên. Tôi chắc chắn mình đang nhận được sự ủng hộ từ toàn đội. Minh chứng là những màn ngược dòng của chúng tôi ở mùa giải năm nay. Toàn đội đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời cùng quyết tâm cao độ. Chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu như thiếu đi sự gắn kết. Đội bóng vẫn đang trong quá trình chuyển giao, nhưng mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Tất nhiên, sẽ luôn có những cầu thủ không thi đấu và điều đó khiến họ không vui. Nhưng đó là điều bình thường. Và bạn phải chờ đợi cơ hội của mình. Man United cũng vừa cấm 4 hãng tin cung cấp thông tin tiêu cực về đội bóng tham gia vào buổi họp báo của huấn luyện viên Erik ten Hag. Câu lạc bộ không hài lòng với cách giới truyền thông tự ý đưa tin mà không liên hệ lại để xác nhận tình hình. Thật bất ngờ khi Chelsea đang là đội bóng phải nhận thẻ nhiều nhất tại Premier League mùa này với 47 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, The Blue không phải đội có lối chơi chặt chém đối thủ. Phần lớn các cầu thủ của họ phải nhận thẻ vì có những hành xử non nớt. Để chấm dứt tình trạng này, huấn luyện viên Pochettino đã có những hành động mang tính răn đe đến các học trò. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về vấn đề này và còn chiếu lại cả clip về những chiếc thẻ vàng mà toàn đội phải nhận từ đầu mùa. Chúng tôi cần phải thông minh hơn và tập trung vào trận đấu, tránh việc mắc phải những sai lầm ngu ngốc tương tự. Juan Matip dự kiến sẽ nghỉ thi đấu vài tháng sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối trong chiến thắng 4-3 đầy kịch tính trước Fulham. Khá đen đủi cho Matip khi đây có thể là mùa bóng cuối cùng của anh tại Anfield do hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết hạn vào cuối mùa. Hàng phòng ngự của Liverpool đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết khi ngoài Joel Matip, họ cũng không có sự phục vụ của một số trụ cột như thủ thành Alisson hay hậu vệ Andrew Robertson. Trong khi các tay đua vẫn đang ấm ghế trong mùa giải năm sau, thì Ferrari đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị gia hạn hợp đồng với hai tay đua của mình, Charles Leclerc và Carlos Sainz, ngay cả khi chưa hết thời hạn. Theo trang tin Gazzetta đến từ Italia, Charles Leclerc cùng nhà ngựa trồm đã đạt được thỏa thuận gia hạn thêm 5 năm đến 2029 và sẽ được công bố chính thức vào ngày 23 tháng 12, trùng thời điểm mà Ferrari công bố bản hợp đồng lịch sử với Leclerc 5 năm về trước. Với bản hợp đồng này, Leclerc sẽ nhận về cho mình một con số rất khủng lên đến 50 triệu euro. Trái ngược với Leclerc, Carlos Sainz lại đang khá khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung với nhà Scuderia, trong khi phía Carlos muốn gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, còn bên Ferrari chỉ muốn 1 năm mà thôi. Như vậy
là các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý nhất 24 giờ vừa qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ ekip. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình điểm tin tiếp theo.